lái buôn Trung Cộng tăng nhập nhựa PE Hoa Kỳ qua ngã Việt Nam. Kính thưa quý vị, tính đến từ Sài Gòn, trong khi một số ngành kỹ nghệ ở Việt Nam lo sợ các công ty Trung Cộng kéo vào lập nhà máy để sản xuất hàng hóa bán sang Hoa Kỳ dưới nhãn hiệu là Made in Việt Nam, thì một hiện tượng theo chiều hướng ngược lại đang gây chú ý, đó là nhiều lái buôn Trung Cộng đang nhập hàng nhựa polyethylene hay PE của Hoa Kỳ vào Việt Nam trước khi vận chuyển sang Hoa Lục. Báo mạng S&P Global hôm thứ Hai dẫn một số nguồn tin tại cuộc triển lãm quốc tế kỹ nghệ nhựa và cao su Vietnam Plus năm 2018 vừa diễn ra ở Sài Gòn cho rằng đây là do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang gia tăng cường độ. Trung Cộng đã áp thuế nhập cảng trả đũa lên nhựa PE của Hoa Kỳ. Một nhà buôn thuộc Mitsubishi Corporation Việt Nam nói hôm thứ Sáu rằng trong 2 tháng qua thì họ đã chứng kiến khoảng 20.000 tấn nhựa PE Hoa Kỳ được đưa vào Việt Nam và sẽ có thêm nhiều chuyến hàng như vậy kể từ tháng 10 trở đi. Nhiều nhà buôn Trung Cộng sợ thuế nhập cảng trên nhựa PE của Hoa Kỳ cho nên đã đổi hướng của những chuyến hàng tới Đông Nam Á thay vì vào thẳng Hoa Lục. Các nguồn tin tiếp cận được với dữ liệu thuế quan của Việt Nam cho biết Việt Nam đã nhập khoảng 4.500 tấn nhựa PE Hoa Kỳ mỗi tháng trong nửa đầu năm 2018, gấp rưỡi mức trung bình hàng tháng là 3.000 tấn trong năm 2017. Trong tháng 7, thì số liệu thương mại sơ bộ cho thấy mức nhập cảng nhựa PE của Hoa Kỳ lên tới 7.000 tấn và con số của tháng 8 sẽ còn cao hơn tháng 7.